Gào. 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 Gớm. Ngại. Gào. Hello, chào tất cả mọi người nhá. Chào mừng mọi người đến với lại Chó Mọc Hà TV. Và đến với lại cái video tiếp theo ngày hôm nay mọi người. Hôm nay em đang chờ rồi. Hôm nay chủ nhật mà mọi người ơi. Đấy. Bây giờ em sẽ chuẩn bị quay ngược cam để em quay cái chợ chó ngày hôm nay cho mọi người xem nhá. Hôm nay có nhiều chó đẹp không? Đấy, mọi người nhá, mọi người xem video nhớ đăng ký kênh, like, chia sẻ video ủng hộ em nhá. Chợ đây rồi. Đây là chợ lợn mọi người này. Đấy. Và đây. Đấy. Mọi người này, trong đây có một con trắng cọc rất là đẹp, chuẩn gốc Hà Giang luôn. Đây, đây mọi người nhìn này, còn là con cái bé tí thôi mà tai đã dựng đấy. Nhìn mõm này, nhìn đẹp chưa? Ôi, nhìn mặt nó đẹp trai thế, xin gái thế người này, nhìn bé chưa? Đấy, em thả nó xuống đây nè, thả nó xuống. Đẹp mê ly luôn con cọc ấy, nó là cọc thỏ. Đấy, cọc chuẩn gốc nó như thế này này mọi người, bé tí tai đã phải con này rồi. Cái hê được cái này về cái này cái lấy cái này đấy, cực đẹp luôn cái à mê ly quần quại luôn đấy, cọc nó phải như thế này mọi người này đấy, nhìn nó phê được bé tí ra tai đẹp con gà em bao tiền con đấy. Con nâu này bao tiền, bao tiền con đấy, đẹp yêu chưa, đẹp yêu đái luôn này, đái ra đi chợ, đái còn đái cái biểu diễn, vừa ra chợ này, con này kêu con này được 1 tháng nha, con này mà tai cũng dựng nữa thì đẹp nhỉ, còn 12 ngày nữa là được 560 ngày, còn 12 ngày nữa là được 30 ngày, 60 ngày, nhưng con này cọc cái gì thế thôi, con này cọc chuẩn rất là giang. Chiều 2 bán cho này 3 triệu rồi. Đó là cắt thế. Bán rồi, bán được tiền 50 triệu. Con này người ta bán 3 triệu rồi mọi người. Giờ em giả 3 triệu rưỡi có được không nhỉ? Hả? Nó bán không? Nó bảo nó mua về nuôi. Nó mua về nuôi á. Đẹp chưa? Siêu đẹp luôn mọi người. Cọc nó phải như thế này này. Màn hình của các bạn là một chú chó đực, Bắc Hà số đực nhát. Nhưng mà chú chó này mọi người để ý kỹ là có một cái đặc biệt. Nào mọi người thử xem nào, cái đặc biệt đó là gì? Đố mọi người biết. Con này thì trạng tầm khoảng 16 cân. Đấy, nông rất là bẩn, bê bết.
con này nó rơi vào khoảng 7 tháng rưỡi 8 tháng. Răng có đủ không em? Đủ răng đấy. Đấy, mọi người thấy có điều gì đặc biệt không? Đúng mọi người biết đấy. Nó có tên không? Không có tên à? Ra đây nào. Mọi người biết nó có một cái điều gì đặc biệt không mọi người? Mọi người nhìn ra chưa ạ? Đây này, để em gọi nó quay lại mọi người biết này. Đấy mọi người thấy này. Đây. Đấy mọi người để ý con này nó có một tai thôi ạ. Còn một tai bên trái này. Bên này này. Là do bị mất, do bị cắn nhau ấy mọi người. Cắn nhau từ nhỏ. Đấy. Đây là chú chó một tai, độc nhất vô nhị, chưa giờ em gặp, lần đầu tiên em gặp ấy. Nào đi sờ tai nó xem nào, xem cái vết sờ cho sờ, sao cho sờ. Anh thì con nào cho sờ, đây tai bên này rất là đẹp, rất là đều, cân đối. Tai bên này này. Cái tai nó đau, cho sờ đấy. Không, tai nó cụt, nó vẫn có lỗ tai nhưng mà nó cụt sâu lắm mọi người này. Mà vẫn còn nguyên vết sẹo đây này mọi người này. Này. Cụt rất sâu luôn. Mong mày gặp chủ tốt nhá. Đấy. Cụt mất một tai mọi người ạ. Đấy. Đây là chú chó cụt tai. Bình thường thì là chú chó cụt đuôi, còn đây là chú chó cụt tai. Đây con sủa đực đen này mọi người này. Con này nó tầm hơn 4 cân. Hơn 2 tháng một tí. Nghe thế, đã biết sủa của nhà rồi. Cái mặt nó tạo hóa nhìn một cười. Này đẹp mọi người này. Đốm giữa lưỡi luôn, giữa đầu lưỡi luôn. Bác nào bắt em này thì với em. Ở đây rồi mọi người đều biết là thuộc về ai rồi chứ. Đấy đốm này đẹp. Đó là bắt em này với em nhá. Mọi người nhìn kỹ chưa, cho mọi người nhìn kỹ này một lần nữa này em nói này. Đây một con sủa đen cái mọi người này. Hơn 2 tháng một chút. Con này chạm tầm 4 cân rưỡi. Giờ bò ra ăn đây. Nào con ra đây nè. Ra đây xem. Ra đây cho ba xem nè. Nào. Úi dồi úi dồi úi dồi. Đấy. Con này tuyền màu mọi người. Chẳng thế nào à, đen tuyền hết mọi người này. Cái đen tuyền luôn này. Nó không chịu cho xích đâu con này à, không chịu cho xích đâu. Bác nào bắt em này ơi em nhá. Này trong video này thì em nên một được một cái này, một con cọc trắng này và một cọc trắng. Em mọi người nhá, trong cái video này em xin phép được kết thúc cái video ở đây. Sau đó là để em đăng luôn bây giờ cho mọi người cập nhật cho mọi người xem. Sau đó chốc nữa em sẽ cập nhật tiếp một cái video nữa về chợ chó và em sẽ đăng vào tối nay mọi người nhá. Mọi người xem video nhớ đăng ký kênh, like, chia sẻ video ủng hộ chó Bác TV mọi người nhá. Chào tất cả mọi người.